đôi môi thắm nồng mà em ửng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông, anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu, sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Không cách xa.
chẳng cách xa. Từ lâu em đã yêu thầm anh đó mà không dám nói nên lời. Anh chẳng hiểu được lòng của em còn ngại ngùng dẫu đã yêu người rồi biết không. Anh chẳng hiểu được lòng của em còn ngại ngùng dẫu đã yêu người rồi biết không. Cần đôi tay ôm lấy em và ra đêm để những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu, có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi, mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, đúng yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu, có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, sống tốt hơn bao điều. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi, mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm. Thank you.
từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sinh quê hương hòa bình, đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm bao đầy buồng, đấy nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi.
gái thời nay phụ lắm anh ơi. Tết bảy này. Hai bẻo. Bảy con heo nó nằm đơn giản con ơi.
đây cũng có rồi, bển có thôi. Đưa này đi rồi, đây luôn muốn luôn. Ê, mày sắp sửa tới chữ. Gì quay phim 31 có quay phim đâu. Điều ba cũng té luôn. Này đâu, tôi lại bữa nay cha mẹ con định du quy cho con. Ông ốc đến đây thì cũng chúc mừng cho con. Rồi cũng ghé bài hai tờ. Hai tờ là nhiêu? 1 triệu. Ông ốc nói. Ông nói là sao? Ông nói nè. Quay cho con cái ngục này. Là đẹp cho ba con. Ngắm không? Rồi đừng chơi bồn. Không có bè lưng quá, tắm đi nước. Rồi đi tiếp luôn. Tâu. Hôm nay hai con định gửi vui cho con ha. Cậu phải nè, còn nó. Quyền thì trước nhất là cậu chúc cho con được là nghệ hiền. Chúc cho anh họ nhà trai được giàu thảo. Thế một cảnh đó không? Không. Chúc thì con chúc nè, con đi gụ đưa gụ ra thôi. Đưa đi nữa. Đưa đưa ông không đau bụng nha. Không, Miêu à, ông Năm uống phải, ông uống phải, ông phải uống chứ. Miêu à, ông đưa tôi uống mà tôi đưa anh phải uống cái đó là quá. Để đổ ra nữa thôi.
kìa. Đưa cho anh đi. Hai triệu hả? Chẳng thôi. Rồi, Dũng ơi. Dũng ơi, 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 Hai Dũng ơi. Dũng ơi, Dũng ơi. Rồi, nhiều, nó lớn cũng nhiều. Tới gì? Nhắc gì có cò.
Rồi, mời ba con ngủ lên. Hết nha. Mà mấy cháu không đưa đi vô. Tại ba mẹ của con chứ. Chẳng biết sao buồn đến trong ngày vui, chỉ thấy trong lòng tình dâng khó vơi. Biết mai sẽ lìa xa rồi, theo chồng về bên tương lai, thay lòng sao vẫn vương nhiều nỗi. Còn đấng sinh thành lấy ai phụng dưỡng, kia nước trong nguồn và công thái sơn, đến nay đã chẳng đã bền quên phận dây dỗ em thơ, có làm sao cũng già theo chồng. Thân em vì sẽ Thương nhau.